Rồi chào mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu kệ tivi nha mọi người. Thì kệ tivi này nó kết hợp tủ rượu hai bên và nó có cái đình thờ bên phía trên nữa. Thì một cái kệ tivi này là gỗ gõ đỏ toàn bộ nha mọi người, không pha gỗ tạp. Thì một cái kệ như thế này là ngang 2m4. Giá hiện tại Mộc đang bán là 23.900. Còn nó có loại nhỏ hơn là 2m2 thì giá của nó sẽ là nó rẻ hơn triệu là 22.900. Loại này thì mọi người để ý thấy là nó có bít hậu phía sau luôn, nghĩa là nó bít cái phần hậu này luôn. Riêng bít hậu với không bít hậu này nó đã lật giá là khoảng 1 triệu dưới đến 2 triệu một tủ rồi nhé. Đây cho mọi người coi. Cái nếu mà cái kệ 2m4 này thì chỗ để tivi của mọi người nó sẽ là ngang 1m37 và cao lên là 98. Đó. Cái này thì để tivi 55 inch đổ lại thôi. Đó, tại hôm qua có anh khách thì anh đặt tivi mà 65 inch đặt cái tủ như vậy không có lọt được. Điều đặc biệt hai bên này nó có hai cái tủ rượu hai bên như thế này. Đó, để mọi người có thể để đồ trang trí hay để đồ gì lên trên chỗ này được. Đó. Mẫu mã chạm ở trên này. Chạm cắn. Và bên hông. Bên hông này thì làm bên hông này thì nó không có làm gì nhỉ? Làm gỗ để mình có thể coi thấy được các đồ mà mình trang trí á, để rượu, để đồ. Mấy vát bên hông này thì ở dưới này thì mình lại bít gõ đỏ. Phía phần tủ rượu thì không có nhá mọi người. Đây cho mọi người có mấy ô chém này. Đấy cái cánh cửa mở. Đấy. Bên trong mọi người để ý bên trong này thì các ván thường các ván hậu các ván vát bên trong thì nó sẽ không được đẹp bằng các ván bên ngoài. Đấy, nó sẽ có lỗi rồi. Đấy này là một ghép 3 tấm này. Đấy, mọi người thấy không? Nhưng mà xương nó vẫn là xương gõ nha. Đấy. Bên vát bên này cũng vậy luôn. Đấy. Có đỏ năm nay cây nó còn lên mắt nữa mọi người. Đó. Có đỏ toàn bộ luôn. Bên trong mọi người thấy bên trong nó sẽ có lỗi mắt cây rồi này nọ. Nhưng mà các vát này thì bên trong mình để đồ thôi. Thì cây nó sẽ không đẹp bằng bên ngoài. Bên ngoài mọi người thấy cây vân rất là đẹp mà. Đó. Nhưng mà bên trong thì mình sẽ làm thường hơn. Cái dưới này thì tủ để âm ly. Âm ly thì tủ để nó sẽ là ngang là 58. Ngang 58. Sâu là 50. Ở dưới này nó có một thêm một cái hộc để đồ, để tiền, để vàng. Đó. Cái kệ là Mộc đang đi giao đi cho khách rồi nhá mọi người nhé, khách ở Long Thành Đồng Nai. Đó. Còn đây là cái ô chém này mọi người coi vân này, mọi người thấy không? Cái vân của nó à. Đấy. Cái vân dưới đằng sau. 23.900 một cây ngang 2m4 mọi người. Thực ra cái chém này là chém gõ đỏ Lào à, mọi người thấy không? Cái chém này chém gõ đỏ Lào à. Còn cái phần này là gõ đỏ Nam Phi à. Nhưng mà bình thường nếu mà 23.900 này Mộc sẽ làm cho mọi người là gõ đỏ Nam Phi ấy. Còn mới chém Lào này thực ra là Mộc dư ra ấy, nên Mộc gắn vô cho khách luôn thôi. Chứ bình thường là Mộc làm chém Nam Phi á. Thế bên trong thì mình cũng làm giống y hệt như bên kia thôi. Đó, này cũng vậy luôn. Đây cho mọi người coi cái kiểu này thì nó làm theo kiểu nghĩa là viền ngoài này dày này. Mọi người thấy không? Cái viền ngoài này dày này. Viền ngoài này dày 2,5 phân. Nhưng mà mọi người thấy cái vết kẹp bên trong này, thấy không? Cái này là cái đường kẹp này. Cái vẽ này bên trong này là chỉ còn có khoảng phân thôi này. Đấy. Mình làm theo kiểu 35 phung trang, viền ngoài dày, bên trong mỏng. Bên này nó lại có cái phần kẹp 2,5 phân. Cái này là vén vắt bên phía đằng sau lưng. Đấy. Sau lưng này thì Mộc có khoan một cái này để mọi người có thể luồn cái dây điện vô. Đấy mọi người cắm tivi. Trên vắt này là vắt thờ. Vắt thờ này nó cũng làm theo số đỏ luôn. Là ngang vắt thờ này nó sẽ ngang là ngang 1m37, sâu là 45.
Đó, còn cái vát trên này nó là sâu vô 18 thì mọi người có thể để hình, để đồ thờ lên trên này được luôn. Đấy, nó kết hợp ba thứ. Đây, cho mọi người có bên hông của bên này. Cái này cũng bên phía tủ rượu thôi. Trên này vát đều chạm và sơn rất là sạch nha. Cái nét sơn rất là sạch luôn. Còn phía đằng sau hậu cho mọi người coi. Cái phần này là gỗ gõ đỏ toàn bộ nha. Nghĩa là phía hậu ở đằng sau này cũng là gỗ gõ đỏ luôn. Mọi người, nếu mọi người coi clip của Mộc nhiều, Mộc cũng có làm một cây bít hậu như thế này. Nhưng mà gỗ đình đáy của nó sẽ làm bằng gỗ thao lao hay gỗ bằng lăng ấy, thì nó chỉ xuống có 17.900 một tủ thôi, cũng ngang 2m4 luôn. Nhưng mà loại này nó gỗ gõ đỏ toàn bộ, nó lên tới 23.900. Nói chung là cái mẫu này tại vì nó thiết kế thêm một cái kẹp đình với cả nó làm dày hơn nữa nên loại này nó mắc. Đó, nên như Mộc nói là cũng cùng một kiểu dáng hay là nhiều kiểu ná như nhau thì mình chỉ thay đổi cái chất liệu dày mỏng thôi, là giá nó khác nhau rồi nhá. Đấy, loại này nghe 2m4, 23.900, có lọ toàn bộ, nó vẫn có phần rác cây mà. Đó, nó có rác một chút rồi. Nhưng mà Mộc nói rác có đỏ mà đã sơn lót rồi là nó không có mối mọt đâu nha. Mộc bảo hàng 5 năm mối mọt với nứt xé mặt. Còn này nó phải đóng hai cây đỡ này để cho nó đỡ cái hậu phía đằng sau à. Tại vì hai cái hậu này nó không có cây này thì nó không có cái nào đỡ được. Nên mình phải làm hai cây đỡ này. Và phía này thì nó có ốp vô cái tủ rượu á, thì nó có cái phần đỡ vát rồi. Tủ này là giao nhà khác rồi nhé mọi người nhé. Đấy, cây tủ này 2m4, 23.900 cho rẻ hiện tại ấy mọi người. Còn 2m2 là 22.900, nó rẻ hơn 1 triệu. Rồi, chào mọi người nha.